quay trở lại với channel của mình thì chắc chắn rằng có rất nhiều bạn sẽ phân vân là trong thời điểm hiện tại thì các bạn có nên mua các sản phẩm của Vsmart hay không, thì hy vọng rằng video này nó sẽ có thể giúp bạn một phần nào đó. Mình thì sẽ không khuyên các bạn mua hay không, mà hy vọng rằng sau những cái tư vấn của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể đưa ra được cái quyết định đúng hơn trong việc là có hay không mua các sản phẩm Vsmart. Thì đứng trên quan điểm cá nhân á, mình vẫn sẽ mua các sản phẩm của Vsmart vì ba lý do. Đầu tiên là tiền đâu, thì chắc chắn rồi, trong cái thời kỳ mà dịch bệnh khó khăn như hiện nay thì cái tài chính nó cũng khá là khó. Các sản phẩm Vsmart hiện nay là còn rất là rẻ các bạn. Cụ thể như những cái sản phẩm IT3 như vậy này thì nó sẽ chỉ có giá loanh quanh khoảng 2 triệu, cũng như là Vsmart link 4 của khoảng 2 triệu mà thôi. Hơn 2 triệu là các bạn có thể có những cái sản phẩm như vậy rồi nha. Còn cao hơn một chút nữa thì ví dụ như là khoảng 3 triệu thì các bạn có thể mua được Aris, hoặc là 4 triệu thì có thể mua được Aris Pro. Thì đó là những cái sản phẩm về cấu hình rất là tốt và mức giá cũng rất là rẻ. Thì cái yếu tố đầu tiên để mình lựa chọn mua các sản phẩm của Vsmart là mức giá. Mình cũng đang sử dụng đến hai cái sản phẩm của Vsmart, mà cái hai máy đều là Aris hết. Sử dụng như máy chính nha các bạn, tại vì là nó rẻ và nó đáp ứng được đủ yêu cầu của mình. Cái yếu tố thứ hai mình sẽ quyết định lựa chọn các sản phẩm của Vsmart đó chính là về mức cái cấu hình của nó. Nếu mà so sánh với các cái đối thủ trong cùng phân khúc thì Vsmart có cấu hình tốt hơn rất là nhiều, và nó sẽ rẻ hơn so với những cái đối thủ khác từ 1 cho tới thậm chí là 3 hoặc 4 triệu đồng nha các bạn. Suốt cái quãng thời gian hình thành phát triển của Vsmart thì các bạn có thể thấy rằng là từ giữa năm 2018 cho tới hết quý 1 năm 2020 thì Vsmart đã chiếm được 17% thị phần, cho thấy là cái hướng đi của nhà sản xuất này rất là đúng đắn trong cái việc là muốn đưa các cái sản phẩm điện thoại giá rẻ với mức cấu hình tốt đến tay người tiêu dùng, rất là giống với cái cách mà Xiaomi hay Redmi từng làm ở nhiều thị trường lớn như Ấn Độ chẳng hạn. Thì Vsmart